Theo đó, diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội đến hết năm 2015 là 15 mét vuông sàn cho một người. Ngoài đảm bảo điều kiện trên, công dân còn phải đáp ứng điều kiện đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên. Phạm vi áp dụng tại 10 quận nội thành của Hà Nội là Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy và các quận mới được thành lập. Cũng theo quy định này, từ sau năm 2015, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh tăng diện tích ở bình quân nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội cho phù hợp với từng thời kỳ nhằm hạn chế di dân tự phát vào khu vực nội thành Hà Nội. Nghị quyết này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2013.